Xin chào các bạn nhé. Ngày nay mình sẽ làm vệ sinh hai cái củ máy này. Mình sẽ quay để cho anh em coi. Nói chung mỗi người có một cái cách thì mình có cái cách của mình thì mình sẽ làm clip quay để cho anh em coi để tham khảo nhé. Mình sẽ dùng ngày nay mình sẽ dùng cát và nước và một cái máy rửa xe nhé. Và thêm một cái dụng cụ mình tự chế nữa để mình có thể mình đặt cái lốc máy để cho nó sạch sẽ cái phần đất cát. Đây mình quay gần này cho các bạn coi nhé. Đây là phần hai cái quả máy mình sẽ làm vệ sinh ngày hôm nay nhé. Đó, đây cái quả máy này là nó người ta xe này người ta đi rẫy nương, nói chung là rất là bẩn nhá. Củ máy này thì là củ máy của Trung Quốc thôi, nhưng mà mình sẽ làm vệ sinh bắn lại sạch sẽ và mình làm mình có thể sơn tút lại thì cái đấy tùy mình, nhưng mà đây mình chỉ ngày nay mình chỉ làm cái khâu là vệ sinh bắn cát cho nó trắng sạch sẽ đất cát mủ này, mủ cao su này, đây người ta làm mủ cao su, dính mủ cao su này nhá. Đó, và mình sẽ quay cái phần dụng cụ của mình bắn. Mình bắn xong rồi mình sẽ quay cái phần dụng cụ của mình để mình thao tác, mình làm vệ sinh cho nó sạch sẽ nhé. Rồi. Rồi còn đây là cái phần cái đầu để mình dùng làm cái dụng cụ bắn cát nhé. Đây là cái ống phi 21 và mình sẽ đục một cái lỗ ở trong này. Đó, mình sẽ đục một cái lỗ ở trong cái phần này và mình sẽ cắt một cái ống phi 21 mà cắt chéo nhé, cắt chéo và mình sẽ hàn cho nó cái có độ chéo vào này. Đó, để đường này đường cát vô nhé. Đó, còn cái phần này thì không quan trọng, phần này thì dư thừa thôi, mình càn chơi thôi. Đó, còn cái phần này là cái phần rửa xe này. Đó, cái đầu rửa xe thì mình sẽ nhét vô đây. Đó, mình sẽ nhét vô mà cái vị trí của cái đầu vòi nó vừa tới cái phần cát xuống này nhá. Đó, vị trí đầu vòi vừa tới phần cát xuống này. Đó, chi tiết của nó thì chỉ có vậy thôi nhá. Rồi. Đó. Còn anh em xem video cảm thấy thú vị thì nhớ cho mình một like và bấm đăng ký để ủng hộ mình nhá. Rồi. Đó, vậy là thôi, mình sẽ, nếu mà nó hơi lỏng xí thì mình sẽ định vị, mình sẽ rót thêm một cái miếng gì vào cho nó cân, nó thẳng thì thẳng, nó thẳng thì cái tia nước nó ra nó sẽ thẳng nhé, nó thẳng thì nó sẽ mạnh. Và khi mình sẽ cột, mình sẽ dùng cái dây này mình sẽ cột chặt cái vị trí này lại cho nó kín. Đó, còn cái phần này thì không quan trọng, phần này mình đúng đâu không, mình chỉ làm thêm thì nó không có tác dụng gì cả. Rồi còn cái phần trên cát thì mình sẽ dùng một cái chai Pepsi này. Đó, một cái chai Pepsi, cái này chai cũ của mình. Cái miệng chai Pepsi này nó nhét vào cái ống này là vừa khít này. Đó. Vừa khít này, đó, thế là mình sẽ cột định vị vô mua một cái cây nhá. Đó, ví dụ mình sẽ cột định vị vô một cái cây này, một cái cây gỗ này đúng không? Định vị nó vô một cái cây gỗ thiệt chặt theo cái dây chặt này. Và mình sẽ cầm từ xa mình bắn nhá. Mình sẽ cầm từ xa mình bắn. Còn khi cát mình sẽ bỏ lên trên này. Cát thì mình nhớ mình sàng cho kỹ, lấy cát nhỏ thôi nhé. Mình làm kỹ lấy cát nhỏ và mình sẽ bắn từ trên này. Mình sẽ bỏ cát đây và mình sẽ cùng với cái áp lực của nước, Nó sẽ đẩy cát ra và nó sẽ bắn vào trực tiếp vào cái máy và nó sẽ làm sạch cái lốc máy của mình nhé. Rồi, ok. Rồi đừng quên like và bấm đăng ký nhé. Mình sẽ chuyển sang, mình sẽ bắn trực tiếp cho anh em coi nhé. Đây là thành quả mình vừa bắn cát xong nhá. Đó.
Và đây là một quả nữa này, hai quả này. Rồi về là xong nhá. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.